Nghĩa là tóc này từ bé là chưa cắt lần nào hả chị? Chưa cắt, có nghĩa là từ lúc chị đẻ ra giờ là đúng cắt một lần tóc máu đó. Sau đó là nuôi từ lúc gì đến bây giờ luôn ấy. Trong nhà giữa bố mẹ thì ai nói nhiều hơn? Ở nhà con đi. Bố mẹ thì ai nói nhiều hơn? Anh con đó. À. Đồng chí Chiến sẽ hỏi đồng chí Khánh. Đồng chí Khánh có nghe rõ trả lời không? Dạ. À, đồng chí Khánh có đồng ý cho đồng chí Chiến cắt chỗ đoạn ấy tóc đi không? Dạ. À, đồng chí có tiếc không? Trả lời thật, đồng chí có tiếc không? Cũng hơi tiếc. Cũng hơi tiếc. Nhưng mà nếu mà đồng chí mà cắt cái mái tóc này đồng chí tặng người khác, đồng chí có tiếc nữa không? Đồng chí Khánh thế sao? Bình thường đúng không? Làm gì ghê gớm như mọi người kể thế đâu nhỉ? Đời nhắm mắt là hết.